ở cái chỗ này có con còng nó đang đào cái hang, nó gặp bom dưới bên sông, nó chạy vô nó nằm đây nè. Nó ra nó đào một cái hang mới á, để bắt ra cho mọi người xem nha. Nó vừa cái đào hang này tức thì thôi đó. Đây mọi người xem nè, còng to ghê chưa. Cô Bình lấy cái xô tới không? Bà xin chào mọi người nha, chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe. Thì sáng hôm nay bom chuẩn bị ra ngoài biển đào còng về ăn. Thì hôm nay là cuối tuần á, cho nên là có cháu Bình đi theo bom. Con chào cô chú một tiếng. Dạ, chào cô chú. Hiện tại thì nước sông đang cạn đó mọi người. Bình thường á là nước sâu á là bom sẽ nhờ đi ké cái bè này cô chú đi qua nè. Nhưng mà nãy nước cạn cho nên là hai chú cháu bom săn quần lội qua luôn. Con mang quần đùi á, đi không ướt đâu. Dạ. Đi con. Để con quay cái sông cho mọi người xem nè. Hiện tại là nước sông đang rút ra biển á. Bình thường nước sâu là bom sẽ đi nhờ cái bè đó của chú. Cái bè đó là của nhà chú ở trên này nè. Rồi, nhảy xuống nè. Hai chú cháu bom ta tới ngoài biển rồi nè. Biển sáng hôm nay cũng êm chứ không có động lắm. Bây giờ bom sẽ dọc theo cái bờ này mình tìm hang, có hang bom sẽ đào. Tại vì mấy nay mưa nhiều á, chỉ sợ mưa nó lấp cái hang mình không có thấy hang của nó thôi. Còn là chỗ ra mình thấy chứ bình thường là mưa nó sẽ lấp hết hang à. Con đi tìm khi nào thấy hang gọi chú nha. Dạ. Ủ đất ngoài kia thì bom thấy có một hang á. Con thấy hơi mưa rồi đó. Thấy mưa giọt giọt chứ. Hang nó nhỏ cơ. Lúc là đợt này mưa cho nên là không có thấy hang còng. Hang này nhỏ. Mọi người xem cái hang con còng nè. Hang này nó nhỏ nhưng mà nó đùng lại rồi. Cái này là có nó dưới á, nhưng mà sẽ không đào nha. Tìm mấy cái hang nó lớn hơn đào. Chú, coi thử hang này được đứng chú. Hang này nhỏ cơ. Dạ. Hang này nhỏ đó. Ở cái chỗ này có con còng nó đang đào cái hang, nó gặp bom dưới bên sông nó chạy vô nó nằm đây nè. Nó ra nó đào một cái hang mới á, để bắt ra cho mọi người xem nha. Nó vừa cái đào hang này tức thì thôi đó. Đây mọi người xem nè, còng to ghê chưa. Cô Bình lấy cái xô tới không? Ở đây thì một hang nữa nè mọi người, bây giờ để bom đào cái hang này nha. Cũ rồi, nó đào hang mới à. Mọi hang này chắc là nó chạy qua kế bên đó mọi người. Đi con. Dạ. Nãy giờ hai chú cháu bom đi dọc theo cái bờ biển này mà bắt được có con à. Tại vì mưa á, nó làm cho cái hang bị lấp hết rồi, không có thấy nữa. Cho nên là chắc con này bây giờ mình thả đi Linh ha. Dạ. Rồi hai chú cháu bom sẽ chạy vào nhà lấy ốc tôm tích ra để mình hút. Tại vì nãy giờ bom cái bên xuống dưới biển á, thấy có tôm tích nhiều lắm. Thả đi con. Dạ. Rồi. Thả cho nó chạy đi. Ôi. Rồi. Kiểu như ban ngày nó bị chói nắng mọi người. Cái bình thường thả nó chạy nhanh lắm. Đi con. Dạ. Bây giờ bom sẽ lên xin chú ở trên này cho cô Bình ở ngoài này chờ. Rồi bom sẽ chạy về nhà lấy mấy ống tôm tích nha. Tại vì về nhà cũng xa lắm. Con ở ngoài này với chú nha. Dạ. Nó chạy về con lấy ống ra hút tôm tích. Chứ còng. Dạ.
mưa á, cho nên là hang nó bị lấp hết rồi. Con ở đây nha. Dạ. Đây, ok, bây giờ hai chú cháu bơm chuẩn bị ra biển hút tôm tích. Dạ, con cảm ơn chú nha. Vâng. Dạ. Bọn vừa thấy có một chú đi ra hút tôm tích bên ngoài luôn á. Lúc bơm về lại ống mà ra là thấy chú đi ra. Kìa, chú đang hút ở bên ngoài á. Đây chính là cái hang tôm tích nè. Bên cầm máy cho chú cái. Quay nước biển tràn vô. Ở cái hang đó rồi. Đó, mới thấy cái thì xong nó tràn mắt cái hang rồi. Đâu ta, đâu đây hả? Hang đâu ta, đây nè, thấy không? Đây, 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 đây. Đó. Đây, mình phân tích nè. Bắt nó nhẹ thì nó sẽ không nẻ nha, mà mình cầm cứng đó là nó nẻ liền à. Đi con. Đây, 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 hang bên. Thấy cái hang không? Đây. Cái này là tôm tích sữa nha. Loài này nó chỉ nhỏ chứ nó không có lớn đâu. Đây con, đi bên. Kiểm nó tràn vô. Nó hút mạnh một cái. Ôi, không có rồi chú ơi. Nó rút rồi con. Mình hút là con để thẳng cái ống, con hút mạnh một cái luôn. Dạ. Để con xem cho chú bên này. Không có nhiều chứ. Con chú đây, em người xem nè, con này gạch không luôn á. Bên này hang nữa nè bên. Đây, 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 đây. Đó. Hai chú cháu bơm vừa về đến bếp rồi. Mà mọi người biết không, vừa xem lại mấy cái clip quay ngoài biển á thì nó bị mất tiếng hết rồi. Chắc là do trong cái quá trình mình đi quay á, ăn cái nút nó tắt cái âm thanh nên là tay mình dính nước biển cũng không có kiểm tra nữa. Rồi. Được mớ, có mấy con này gạch đỏ luôn. Mưa tới nữa rồi đó. Giờ mình rửa xong rồi đem vô chiên. Rồi hai chú cháu bơm sẽ đi ra ngoài vườn hái ít rau nữa, vô chế mì gói ăn. Con tôm tích này cái vỏ nó mềm lắm, mình có thể ăn ngang luôn, không có cần phải lột. Rồi đi con, vô trời mưa. Dạ. Bưng vô cho chú luôn. Bây giờ con đi ra ngoài này hái thêm một ít rau vô để mình ăn với mì. Đây, cái này là rau ngót Nhật, rau này bỏ vô mì ăn ngon lắm. Hái đi con. Dạ. Cái này là rau nó tự lên nha, không có ai trồng hết á. Hái cái phần đọt đó con. Cái rau ngót Nhật này ăn nó nhất nhẹ xíu, nhưng mà nó không nhận cái đọt nó ngon ghê luôn á.
Rồi được rồi con. Dạ. Đi quay về bẻ mấy chùm này vô ăn đó con, chín rồi đó. Đây mọi người xem, cái này là nhãn xuồng, cái này cũng vừa chín tới thôi chứ cũng chưa có chín đâu. Bẻ mấy chùm vô ăn cho nó vui. Ở quê mà ăn nhãn là mình có thể cắn trái trực tiếp ăn luôn á. Ăn thử con. Chùm này chín nè, bẻ chùm này đi con, nhánh bên dưới luôn, nhánh dưới kia luôn. Chưa con, chùm nó chưa chín đâu, trái nó còn xanh xanh vậy nè, là nó chưa chín. Nãy giờ bơm bỏ đá vào á cho nó ngợp hết rồi. Gạch đá chưa, bây giờ mình sẽ tẻ nước mình đem đi chiên. Mình sẽ bắt nồi nước lên để chế mì. Đói bụng chưa? Đây là sáng giờ đói bụng rồi đúng không? Dạ. Đói lắm, ăn cơm cho ngon. Ăn mì cho nó ngon. Dạ. Tôm của mình chín rồi đó. Bây giờ bơm sầm ớt xuống cho nó táo dầu đi. Mình cho ra đĩa ăn. Đây, ngon chưa? Thơm lắm mọi người. Mình cho ra đĩa nha. Đây. Mì này thì bơm đã trụng qua một nước nè, để cho nó ra hết cái chất dầu bên ngoài cái gói mì đi. Cái rau này nó mau rụt lắm, mình tưới lên cái nó rụt xuống nè. Cái này là rau ngót Nhật, ăn ngon lắm. Rồi đưa đũa cho chú, chuồn rau xuống cho nó mau chín. Con chọn lên đây để chú chọn cho. Rồi bưng ra bàn ăn ha. Bơm mời mọi người cùng ăn mì với hai chú cháu bơm nha. Dạ con mời ông bà cô chú. Rồi ăn đi con. Dạ. Mưa tới á, chú nghe tiếng mưa bên kia rồi đó không? Dạ. Gió tới, cứ tới giờ ăn là mưa à. Chấm miếng tương ớt cho nó ngon không? Nghe nó giòn nè, ngon, thịt ngọt kia, cái vỏ nó mềm á, mình chiên vậy là có thể ăn nguyên con luôn. Mưa tới lớn lắm. Dạ. Chuẩn bị mưa trên bếp nè. Đó. Mưa lớn lắm luôn con ha. Mưa. Em người xem nào. Thật nè. Ngon lắm. Thôi. Mưa tới lớn quá. Chắc là cái clip của Bom xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết. Chào tạm biệt và bye bye.